Chào lại tất cả những anh em, hiện tại mình đang có mặt tại chợ Ôn. Thì hôm bữa có quay cái câu chuyện của Tú, mẹ với chị Nhung đang nói là đi theo trai rồi để là hai đứa con. Thì sau khi đăng tải thì Tú cũng có gọi về, cũng có những cái vấn đề là lý do Tú ra đi, cũng như là những vấn đề mà quý vị khán giả cũng thắc mắc. Để hôm nay thì trước mặt quý vị là anh Tâm, là chồng chồng chính thức của Tú, để đến đây làm rõ. Thì nói chung là không có nghe từ một phía mà phải cho hai bên nói chuyện để làm sáng tỏ luôn. Rồi rốt cuộc là cuối cùng là con vẫn là lo cho con, quan tâm con và lo lắng cho con là cái điều cuối cùng. Thì em chào anh Tâm. Thì anh là phải chồng của Tú không? Phải anh. Thì hiện tại là anh làm công việc gì? Tìm buôn bán tự do. Thì mình với Tú là sống với nhau được nhiêu năm rồi anh? Hai năm rồi. Mình được con chung là bao nhiêu người? Hai đứa gái đó. Thì sau khi mà chia sẻ thì những cái vấn đề mà nói là Tú đi đi mà dạng mà đi theo trai đó, thì lúc đó anh có chứng kiến lần nào là thấy bắt gặp Tú đi chưa? Cái đó là tại vì bỏ nhà đi thôi, chứ cũng chưa bắt gặp, là tại chỗ chưa bắt gặp, tại chỗ chứ tại chỗ cũng có ngáp. Rồi giữa hai vợ chồng mâu thuẫn với nhau thì dẫn tới mình có những lần anh tác động vật lý chị Tú là xịt máu mũi là có không? Dạ không. Là nói là không đúng không? Dạ. Rồi từ từ để anh hỏi từng người, thì nói chung là hỏi xong rồi tới người kia nói chuyện thì mình cho hai bên nói. Rồi em hỏi có hay không thôi. Thì mâu thuẫn cãi nhau là những việc gì anh? Việc cũng giặt giặt gia đình rồi, có nói gạo tiền thôi chứ ngoài ra không có chuyện gì, hơi đáng đáng cho mấy. Rồi anh có đi bia ôm hay là cái rú gì bên ngoài không? Cái đó thì con đầu tiên cũng có chứ không là sao? Có đúng không? Con thì hiện tại thì mình con mình nói chung hay là như thế nào anh? Con cái ha, còn có hai con thì tạm thời á anh đi làm rồi gửi mẹ vợ với bà chị vợ coi hộ, giờ là gửi tiền được phụ ha. Rồi mình ở với Tú là ở bên phía bên vợ hay là mình ở bên đây? Ở bên nhà của anh. Bên nhà luật sĩ ha. Những cái thông tin như là Tú nói là anh kiểu như là mẹ bà nội của anh có tác động vật lý Tú khi mà mang bầu đó là có không? Ví dụ gì đó thì mình cũng không thấy, nhưng mà tại vì tôi đi thì tối ngày về chỉ nghe lại thôi. Nhưng mà theo như á bả như vậy sao bả bánh chỉ nổi, ví dụ cái quả thì như vậy. Rồi thì bà nội anh là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay Tú 21. Rồi có thường xảy ra mâu thuẫn với Tú không? Cái đó mình cũng không để ý, tại vì ở nhà là ví dụ Tú với bả nhà chung rồi, ở nhà riêng mình đi làm, ví dụ người tới giờ này mới về thì mình không rõ về vấn đề gia đình, mà nó nghe một biết cũng không được. Không giải quyết được gì là cái phần đó anh không biết. Không biết. Dạ. Rồi cái cách Tú đối xử với bà nội anh như thế nào? Tốt không hay như thế nào? Cũng đôi lúc thì nó cũng giỡn cái ông hào này kia kia nội với bà nữa. Là lý do gì, vấn đề gì ạ? Đó là cái mâu thuẫn trong gia đình. Cũng có một phần mâu thuẫn chứ con. Thì cũng nói với bà gì đó là cũng không rành với trong gia đình á. Tại vì đi cũng tối ngày thì về cũng nghe phía này nói phía kia nói, cũng là mình đâu xác định được. Là anh không có chứng kiến ha? Không có chứng kiến được. Rồi cái thời điểm mà đó thì anh đi làm thì Tú ở đâu? Làm gì ngày gì? Cũng ở nhà lúc thời điểm trước rồi ở nhà mua quán đồ gãy. Rồi chăm con ha? Chăm con. Rồi Tú đi tới ngày hôm nay thì anh có liên lạc gì với chị Tú không? Lý do sao? Ví dụ anh chưa nghĩ là chỉ đi con trai hay như này kia sao? Cũng có thể mình biết mập mờ nhưng mà chưa có bắt gặp được tại chỗ. Cho nên là đi thì cứ đi. Tại vì đi làm á, đi làm thì tại là bên điện thoại là chặn cắt gọi. Nên mình có mấy số nhưng mà mình không gọi luôn. Người ta đi là người ta tắt hết trơn rồi, người ta cố tình như vậy rồi mình còn ngoan cố mình gọi làm gì? Cái xảy ra mâu thuẫn mà đến đỉnh điểm là thời gian nào rồi dẫn tới hai vợ chồng không còn tiếng nói chung đó? Khoảng nằm giữa tháng 6, tháng 6 là tay mình không nhớ chính xác ngày nhưng mà khoảng đó là không có là khoảng tháng 6 là đi ha. Thì cái lần đó anh có xảy ra tác động vật lý chị Tú không? Không. Lý do sao thời điểm đó chị đi? Là nói đi làm công ty trái cây, công ty xoài.
rồi làm xong rồi cũng nghe người này người nói người kia nói rồi quen người này người kia chảnh á, mình cũng nghe thôi à. Mình cũng không có chứng kiến được rồi là đi làm cái gì tới giờ luôn. Còn anh có mấy ngày nay thì chị Tú cũng có lên cái ghi âm thì nói những gì, anh có những cái thắc mắc gì không? Sẵn anh trả lời luôn một lần một ha. Có những cái gì nói về vấn đề anh đó mà không đúng á, anh có thể nói luôn. Rồi riêng về cái vấn đề anh đó, anh có nghe không? Vấn đề anh là thí dụ như là anh đi đi bia ôm nhiều lần rồi cãi quả là cái vấn đề anh đó, hồi nãy anh cũng có nói rồi, có đúng không? Chính xác ha. Sao lúc còn quen vợ để đi vậy? Tại mấy bạn bè đi chơi chung với nhau đó thì cũng qua đây vậy nè, nó không về sao mình về, nó không có che, ví dụ đi chung thì phải về chung. Có những lần mà Tú nói là xảy ra mâu thuẫn thì gì ạ? Khi mà bà nội anh á, anh cũng có, bà có la những cái việc gì đó thì khi mà nói anh thì anh cũng không quan tâm và anh bỏ qua một bên là có. Nói chung bà thì bố lớn rồi, ví dụ bà nói đúng sai thì cũng kệ bà đi, bà tuổi già rồi, giờ mình thấy rồi bây giờ giờ em đúng đi, rồi không lẽ giờ em đi chửi bắn bà hay là la gầy bà, quyền bà. Thì ai cũng ở sớm ta cũng nói ừ bà cũng già rồi, bà nói gì là kệ nó đi, rồi bà còn sống được bao lâu nữa, mà 90 mấy tuổi rồi, hơn thua bà cũng được gì. Cải thắng cũng không được, mà cải thua cũng không được gì đâu, thôi nhịn đi, nhịn mà sống để làm ăn. Rồi lời thì thêm một lần nữa thì cho thấy anh cũng cái sự quan tâm giữa hai vợ chồng, mình thấy là thứ nhất không quan tâm, thứ hai nữa là có những cái vấn đề anh nhậu nhẹt rồi anh đi đi bia ôm gì đó gái gú thì mình không nói, thì cái đó tại vì cũng không có bằng chứng. Bia ôm là có thì xảy ra mâu thuẫn hai vợ chồng cãi nhau, ngoài cái việc đó thì còn cái việc gì nữa để cãi? Mấy chuyện là chặt trong gia đình không có lớn tội. Sáng cãi thì chịu thôi vậy thôi, vợ chồng mà, không vợ chồng thì thôi tự cãi này kia. Những cái vấn đề đó là lúc cái thời điểm Tú mang bầu hay sao? Cái đó là thí dụ mà cũng đôi ba ngày, thí dụ 5-7 bữa nửa tháng, thí dụ vậy chứ mình đâu cũng thấy. Đâu phải mỗi ngày mà mỗi sự mỗi vậy, cái phút như vậy. Cũng đôi khi, sống vợ chồng cũng đôi khi cũng có chứ không phải là không. Rồi giờ anh còn ý gì nữa còn để mình muốn nói không? Sẵn nói luôn ha. À, rồi nó hỏi bên kia trước thì hồi có hỏi bên kia mà. Không, mình dạ, nói luôn rồi. Đi. Rồi sẵn thì anh có cái ý gì ngay lúc này anh hỏi luôn. Dạ. Còn chuyện vợ chồng thì có đi vậy rồi thì em đã làm đơn vị xong, tòa đã chấp nhận thụ lý. À, nhưng mà phải chưa xử. Rồi. Có nghĩa là anh cũng đã quyết định là anh với chị Tú là làm đơn ra tòa luôn. Em làm đơn phương. Thì đi vậy mấy tháng nay rồi không liên lạc không ấy gì hết thì em cũng làm luôn. Có một số bằng chứng này kia cho thấy là đã đi như vậy rồi đó, cũng như đi theo người ta rồi bị người ta bắt ghen, rồi có đôi lúc thì cũng ngủ nhà người đó, cũng có ngủ nhà mẹ luôn, cũng có người thấy, mẹ cũng thấy rồi con. Cái người đó là người nào hả? Cái người ví dụ bạn bè của nó đi à. Cái đó mình nói ở nam nữ với nhau mà ngủ chung một giường, tại vì trong thời điểm đó thì nó còn em với vợ thì còn mấy kết hôn với nhau à. Rồi dẫn người đó về, người đàn ông đi, người khách giới trong đó là người nào tên gì luôn, cho nếu mà trả người đó thì tên gì luôn. Em chỉ biết là không biết người đó tên gì, lúc là dẫn về đó là không biết người đó tên gì. Và trong đó có ai với ai chứng kiến cái vấn đề đó à? Về nhà mẹ chắc có mẹ chứng kiến và một nhỏ con gái con riêng của em, để riêng của anh đúng không? Bây giờ em không có xuống nên không thấy mặt hoặc là không biết tên, tại vì người đàn ông xa lạ mà à. À, anh xác nhận là thấy ngủ chung rồi này nọ đó ha. Mình không thấy, chỉ nghe lại nói gì đó. Nghe ai nói ha? Nghe mẹ ở chung nhảy. Mẹ ruột chị Tú đúng không? Đúng rồi. Rồi sao lại con ruột có nghe nói luôn? Rồi cả con ruột anh luôn. Con ruột. Rồi em thắc mắc một điều, tại sao mà thời điểm đó thì tại sao con ruột anh lại bao che? Cái đó không biết, tại vì sống chung với mẹ nó là cũng là cả gần 10 năm đi. À. 10 năm, 12 năm rồi thì nó thương nó mến. Tại vì nó là cũng xa mẹ nó lúc còn 2-3 tuổi. Xuân đó ha, xuân đó ha. Hai mẹ nó 20 tuổi rồi, có mẹ gần gũi gì đó, nó mới thương nó nói như vậy. Là nó kể cũng có đôi lần dẫn nó đi chơi gặp ông đó nữa, rồi ngủ nhà trọ là gì đó. Là lần đó lần thứ hai? À, nó cũng có kể. À. Sau này nó mới kể. Cái lúc đi nó cũng nói cũng giấu. Cho em hỏi cái thời điểm mà anh chị mà đi ngủ với cái người đàn ông đó đó, là vợ chồng anh có xích mích gì không mà chị lại có cái hành động như vậy?
cũng chưa, cũng đi đi về về cũng chưa đánh đổi là xích mích mà quan hệ hơi nặng chút xíu, cũng như tác động vật lý á, nói chung là chưa có vụ đó. Chưa hay rồi. Chưa. Rồi lần thứ hai như vậy thì anh lúc đó lần thứ nhất thì anh nghe vậy, lần thứ hai anh có phản ứng như thế nào? Em cũng phản ứng vậy đó, nhưng anh cũng thấy vậy rồi thôi, hai chồng chắc cũng không sống lại được. Nhưng mà lúc thời điểm đó Tú còn về nhà anh bình thường không? Lúc là đi rồi phải không? Thì đó là nãy giờ thì anh Tâm cũng đã chia sẻ một phía ha. Thì đây thì có anh Tâm thì phải có chị Tú cái bên luôn, nãy giờ chị cũng đã nghe rồi. Thì những cái gì mà anh Tâm mà nãy giờ nói đã nói rồi, thì tới chị có những cái gì đó khúc mắc và những cái gì mà anh Tâm nãy giờ trả lời cũng như nói chị thì chị cứ thoải mái mà nói ha. Rồi hồi nãy thì cái vấn đề mà anh Tâm anh nói là đã cũng chính kiểu như là có nói là cái vấn đề bi ôm gì đó là có. Và cái vấn đề mà anh Tâm nói là không có tác động chị thì chị có chứng minh là có hay không? Lúc đó là em còn giữ bình tĩnh, em gắng chịu đau, em chụp hình lại. Nãy em xuống em đưa cho công an ốc, lúc đó em giận ảnh lắm. Chứ không phải là không có. Đã nhiều lần rồi, bà nội ổng đánh em. Vô ngực em một tháng rồi nó mới hết bầm. Thứ nhất, cái ảnh nói đó là lúc em mang bầu em bị xuất huyết vỡ gì, mà trong khi đó lúc đó là ảnh cũng mới đi mua chuối về thôi, chứ ảnh không có thấy là bà nội không đạp em. Cái đó thì ảnh không thấy. Đúng, ảnh không thấy, cái đó là đúng. Nhưng mà đạp xong rồi em ra quyết, em mới nói là anh chở em đi bệnh viện. Ảnh mà ảnh hình, ảnh lần trước anh lấy chiếc xe ra anh sửa với thằng anh của ảnh. Em mới nói ra máu, em đằng sau em đá em hém ra máu nữa, em mới chạy vô em kêu cô ổng. Em nói tôi không được rồi, con ra máu con đau bụng rồi, bây giờ chở con đi đi, bà nội đạp vô bụng con như vậy đó. Đó là ổng mới chở em đi qua bệnh viện, là lúc đó là chỉ thị 15, mới vừa chỉ thị 15 thôi. Đi vô bệnh viện là người ta khám em á, là đạp trúng đầu con em, là tim nó đánh lên tới 100, là em phát sốt luôn. Đúng rồi, thời điểm là bé gái, bé lớn, bé nhỏ. Là bé nhỏ, là 7 tháng mấy thôi. Nó ra quyết em đau lăn lộn, mà ổng thấy mà ổng dìu em đi mà. Ổng dìu em đi mà. Rồi. Có không anh? Chị nói gì có không? Ổng dìu em đi mà, em đau bụng rất là đau. Mà thậm chí em nằm trên cái bàn mà người ta ăn trong bệnh viện đó, em nằm gục ở đó mà chứ bác sĩ rồi lúc đó sợ Covid mà, nó đâu dám lại gần em. Nó cứ lẳng lẳng rồi, ổng thấy em đau quá, ổng mới nóng ruột, ổng vô ổng kêu bác sĩ ra luôn. Nó rồi sao lại là ổn định con nhỏ con em. Nó ổn định lại hết. Là nó là tới gần ngày sáng là nó ổn định quyết lại hết. Là bác sĩ nói là em bị sốt, là em bị Covid. Là người ta giam em lại đó 3 ngày, không có cho ảnh vô thăm em luôn. Đó, rồi xong 3 ngày, ngày thứ 3 là đưa em xuống Thiện Mỹ cho ôm này, cách ly. Mà trong khi nó một phong một mình mang bầu. Đó, cũng chính bà này em điện về. Tại vì là vô tình con nhỏ lớn nói với bà này biết là em bị như vậy. Bà này bả mấy nói á, là lên bả nói chung là nói ra là cái nào tốt là em nói tốt, nào xấu em nói xấu. Bả mua sữa, mua này mua kia lên cho em. Có cho chị Nhung, có cho chị làm đúng, đúng mua trái cây. Nhưng em nói thèm ơi chị ơi, em thèm mấy đó vô trong đây không có gì trơn, mang bầu tuổi thân mà anh. Tuổi thân mà. Đó, hàng ngày người ta chồng con người ta lại thăm, nhưng mà chồng từ lúc em bước vô đó là chồng em không có vô thăm em. Là có không anh Tâm? Lúc không có biết thì thăm. Sao vô thăm được. Nhưng mà người ta cho, người ta cho lại cổng mua đồ đem lại tới cổng rồi về thôi. Chứ không có đi vô trong. Đó, rồi sao lại em mấy này kia cũng chính chị em kêu em á, lấy giấy chứng thương. Là chị nào? Là chị Nhung. Lấy giấy chứng thương, mày đi về bản tao dẫn, tao chở mày đi về bản. Đặt máy luôn đi. Là tao chở mày đi về bển. Nó, mày đi thẳng vô. Mày tán mãi vào bập tay. Nhưng mà em nhưng mà lại trong dạ em còn thương chồng em không muốn làm như vậy. Nó, rồi từ ngày rồi em bỏ trôi qua luôn. Là qua cái chuyện đó. Chị nói là đánh là có chứng cứ rồi, chị đưa cái hình bức hình như thế nào chị đưa luôn đi. Là bữa đó là ảnh đi nhậu về cũng dụ bà nội ổng, rồi em với ổng mới cãi lộn mới có như vậy. Chứ không phải là tự nhiên. Chị cứ cầm đi, chị cứ cầm dạ. Quay ngược lại. Đạp em bữa đó là cái này là em la hết rồi đó. Chứ cái áo cái ngực miệng em vẫn còn máu. Cái miệng sưng tét phải không? Em còn đây nè. Vẫn còn giống. Lúc đó là em giận anh lắm. Thì cũng cái vụ này là do là một là phần là cái vụ này là em bỏ liên, em bỏ không? Đi nè. Cái phần này là do liên quan cái vụ bà nội nói về cái vấn đề cái đèn mà chị nói với ảnh chửi luôn mẹ em vợ. Em mới nói gì nè. Chửi mẹ vợ, sau đó chị mới chửi lại ảnh mới tác động vô cho bị vậy. Là ảnh mới đạp em một cái.
rồi xong ảnh mới lấy tay ảnh quýnh vô mà em một cái là máu cái mụn luôn. Cũng chính cái con nhỏ con ảnh đi ra gỡ ổng xô ổng ra, nó ôm em nói có gì cha mẹ nói sao mà cha làm như vậy, nói rồi ổng mới trả lời câu nói nó cũng đánh tao, tại vì lúc đó ổng đạp em mới nhậu em đánh ổng. Cái nó là có, anh nói không có đi. Rồi xong anh đồ xuống báo công an, em nói anh khỏi rồi, em mang cái mặt máu em xuống tới dưới nhưng mà ông tốt ông không có ở nhà. Rồi xong em đi về em kiếm anh cũng đi đâu mất tiêu nguyên một đêm, tới 4 giờ sáng anh mới về nhà. Đó là sáng lại đâu 2-3 hôm sau đó là cái mặt em bớt rồi em mới đi. Rồi cái vấn đề đó anh xác nhận là có không? Cái vấn đề đó không phải, tại không biết cái hình đó lúc nào chụp lúc nào và có một thời gian nó bị té xe nữa. Xe không, có không, phải không có ngày tháng luôn. Đi luôn, có ngày tháng luôn. Cái gì vấn đề mà cái miệng em chụp là có ngày tháng luôn. Thì vợ chồng nó bệnh không biết. Ngày 16 tháng 6. Có một thời gian nó bị té xe nữa, mẹ nuôi mấy tháng một cái. Cái này là hồi mấy năm rồi, mấy năm cái rồi. Cái này là mép dưới sưng nè, cái này miệng dưới sưng có mấy năm rồi. Còn em té xe là mấy năm rồi. Lúc con em mới học lớp 2 lận. Cái miệng trên là bị cái gì? Là em té xe. Ở té xe mà là trên con nhỏ con lớn của em là thôi thời mà. Gian biết cái gì trong bức hình thời gian dạ, còn có. Mà thời gian có thời gian trong bức hình thì còn té xe là không có. Thì là lúc em ở dưới em té xe mẹ nuôi á, là lúc em còn ở nhà trọ tích thiện em bán cháu mấy heo, em với ảnh cũng mâu thuẫn rồi em dặn em xách xe em đi, là lúc đó hai vợ chồng đi đám ở trong kia cũng có nhậu, em xách xe em bị tai nạn. Đó. Còn cái hình này nè, lúc đó là em buồn ảnh rồi sẵn đó em đi luôn. Mà em về em nói với mẹ, mẹ mẹ giữ đi con nuôi rồi con, mẹ giữ con. Rồi con đi làm tháng nữa tiền cho mẹ, mẹ nói mày làm vậy đó mày làm chứ tao không cho ẩm cọp đi. Đó. Mày để đó, cháu tao mày nên cho ảnh rồi đó, mày để người ta bắt nó mất tiêu. Mẹ không cho đi, mẹ không cho ẩm nhỏ đi, không thôi là bữa đó em cũng ẩm đi luôn rồi. Em đi á, là trong mình em còn 230 mấy ngàn. Em bỏ lại 200 ngàn trên bàn. Em chỉ cần mình đi bằng mấy ngàn. Đó là cái vấn đề mà cái vụ mà anh nhậu nhẹt rồi anh có đi chơi cái vụ bia ôm gì đó là anh cũng đã xác nhận. Thì một phần là em có tác động cái vấn đề đó thì giờ chơi mỗi cái phút mà bà nội anh là cho tác động mà chị cũng như là ra quyết đó là có không? Lúc 7 tháng á. Cái đó là không có nhà chứ không có biết được. À. Nhưng mà lúc đó thời điểm vợ anh về nói anh có nói anh không? Anh không, em nói, anh chở em đi nói, mà. Mà có đi là cái chứng nhận là có đi đúng không? Có nhưng đi. Nhưng mà tác động hay không là anh không thấy. Là chính xác quá. Ra quyết là em bằng cái đồng. Nhưng mà ảnh không bữa không có thật không? Là không. Là ảnh không có ở nhà lúc mà đánh em là ảnh không có ở nhà, cái nào là có nói. Cái nào chính xác. Đó. Rồi xong em mới đi làm sao? Bà đạp vô rồi một hồi nữa em thấy cảm giác em đau bụng. Cái em đạp xa em đái em mới thấy như một lũng máu hồng xuống vậy nè. Em mới ôm bụng vô nói tôi ơi làm như con ca máu. Nó là một hồi nó đau hơi cái một hồi nó đau lên cái nữa. Ủa sao? Nhưng mà sao em thấy là qua bà yếu vậy mà sao bà có sức dữ vậy ta? Không, cái lúc mà em mới mang bầu 7 tháng á. Lúc mang bầu 7 tháng. Lúc mang bầu 7 tháng là lúc đó là 2 năm về trước. Thì con tuổi. Em thì nó cũng 8-9 tuổi lúc đó là... Bé được 2 tuổi mà. Lúc đó có gù chưa? Bé mới được 2 tuổi à? Lúc đó bé được 2 tuổi. Rồi chưa để em. Lúc này bé mới được 2 tuổi. Vậy là cũng gần 2 năm. Rồi. Coi như là 1 năm 17 tháng. Mang bầu 7 tháng rồi. 8-9 y cho bà 8-9 tuổi đó. Lúc này thì thấy có gù nó đeo nổi nhưng mà trước 2 năm đó thì không biết sao. Cái đó mình không biết. Rồi còn nữa. Rồi chưa mấy anh nói xong chưa? Còn nữa. Cái đồ đó ảnh cũng đi mua đồ, nói chung là ảnh ít ở nhà thì gặp hai chồng nói bà nội nó bà nội nó đục vô ngực em là bầm ý, em về em nằm em tâm sự với ảnh, ảnh đính hình ảnh không có một câu ăn ngủ em luôn. Rồi cô nó đánh gãy chiếc bộ vòng em là tay em cài, em có xuống trình công an đàng hoàng. Anh nó lên hâm đánh em cũng xuống trình công an đàng hoàng. Chú nói là thôi anh em trong nhà không à, bỏ qua đi để chú nói với người kia. Là nói tới giờ là cái thằng nó không có nói gì em nữa hết, nhưng mà cô Tư nó cũng giảm lại luôn. Nó là từ đó về sau dần sau là tình cảm vợ chồng em là như là nó hoàn toàn không, tại vì em buồn hoặc là em ấm bức ở nhà ổng không có thường, em về tâm sự cho ổng, ổng cũng bỏ qua đi mua bán về bỏ đi nhậu với bạn bè đâu có quan tâm gì vợ con. Rồi anh nói em ở nhà ở không anh cứng đi 11-12 giờ đêm em cũng với vợ đúng để em nói nghe không nói vậy nè. Cái clip á chị Nhung nói á em ở nhà em không có làm gì hết đúng không? Em không làm gì hết, em chỉ là ăn nhậu để em đi mua bán dẫn rửa chén trong con. Đúng không? Cái đó ăn nhậu thì có, chị đâu có. Nhưng mà để em nói hết cái. Rồi xong, không làm gì hết. Là sao? Nhưng mà nước nè, đi tới giờ nào là em xuống bắt cá giờ đó. Em bằng mấy giờ sáng?
nhiều lúc em đứng ở ngoài em hạ canxi em xỉu, anh chính anh cũng dìu em vô. Cái anh đó, dẫn em đó vô là chuyện của gia đình. Không, phải nói chứ, phải nói, đừng có nói em là em không làm sao có ăn. Em làm đó. Chấp nhận đi mua bán. Rồi á. Thì cực khổ cái nào. Em nói là vợ chồng. Mà tiền anh làm anh không đưa em. Em làm cái gì? Em bán được một đồng em mua cho con một đồng mà thậm chí lo riêng cho con anh nữa. Cái đó anh có không? Anh có đó. Tiền, mà mỗi lần gia đình á thì tiền không đưa thiệt nhưng mà chuyện khách thứ trong gia đình thì em chi hết. Anh có luôn, cả anh đừng nói câu chi. Nói chung là tụi em đứng chính giữa rồi. Vấn đề đó xong ha. Thì cái vấn đề mà 2 năm trước thì không biết là bà nội có khỏe hay không nhưng mà xác nhận bây giờ là thấy bà lụm cụm đi không nổi. Thì em cái chuyện đó bây giờ không nói ha. Rồi, cho em hỏi cái vấn đề nãy, cái vấn đề mà trong nhà mà con gái lớn của anh có ngủ chung với cái người mà anh chồng đó, nói thẳng là anh chồng đi. Có. Nói có về nhà của mẹ ruột chị ngủ thì chị có thể giải thích giúp cái bạn này ha. Thì con em nói với anh là bây giờ nó đã nhỏ. Bây giờ em nuôi nó lớn lên rồi, nó nghe ai thì nghe. Thì cha ruột nó mà, em đâu phải mẹ nó đâu. Thường ngày á bà cóc nó, cô Tư nó, mẹ nó điện về, mẹ ruột nó điện về chính cho thằng chồng em luôn. Tác động nó, em là mẹ ghẻ. Này này kia kia nọ tác động nó, em đâu có biết. Giờ mẹ nó đã chấp nhận như vậy. Ừ, con chấp nhận lời mẹ nói luôn đi. Tại vì lúc mẹ nẻ nói chuyện với con là mẹ nói khác. Mà lúc mẹ lên luôn tức mẹ nói khác, con giờ hết biết rồi. Con không muốn hỏi với mẹ là gì nữa. Thì con nói vậy thôi. Tao nói sao là y gian trong YouTube đó. Nhưng mà cái thâu âm của con ghi lại là mẹ không có nói như vậy. Tao nói tao không nói mày nhiều, tao muốn mày gì đập tao hai vợ chồng giải quyết đâu cho nó rồi. Nhưng mà YouTube tao lên làm sao tao ý vậy đó. Không có y vậy. Là cái lúc cái đầu đầu tiên mẹ điện cho con mẹ nói khác rồi sao lại nữa là mẹ nói khác đó. Mẹ hỏi vụ đó ngủ trong nhà mẹ với một người thanh niên mới vậy thôi, người thanh niên khác vậy. Không có đó được trả lời có mà. Không có đang hỏi tôi. Cái lúc mà con đi á, con đi á là nó chơi chơi có bạn bên thân đi về nửa đêm đó là có một thằng và thằng đó thằng bên anh biết cái thằng mà nhờ, thằng ở tôi quên cái thằng đó cũng xuống nhà mẹ ngủ, mẹ mở cửa nó vô giỏng nó ngủ bình thường. Nó còn dở mùng lên của con Sân với con Thầy Dương, tôi đi về tôi bắt gặp đi nè. Tôi chui vô mụn nè. Cái chuyện đó gia đình tao, tao không muốn mày xen vào. Tao la, tao chửi, tao mới cho lại nhà còn, rồi. Còn vấn đề á, là mày anh nói, vợ chồng hồi mày hôm thôi. Qua em điện về em nghe nói anh đi lên tới nhà vợ thằng đó đúng không? Anh nói là sao hôm qua em nói, để nói em hết cái. Hôm qua em vấn đề là em nghe rõ ràng như vậy. Là anh lên tới chở anh xin số điện thoại. Là bữa nay là gọi mấy anh luôn tức này xuống, là kêu chị đó xuống luôn. Thì bây giờ em sớm tới giờ là em chăm chị nó xuống, hoặc là chị anh lấy cái số điện thoại điện bà đó đi. Cái bà mà vợ ông chồng hả? Đúng. Điện đi. Và em cũng bắt cái số điện thoại của chị chồng của chị đó lên luôn. Rồi đối chứng sao bà tốt hay không, chồng bà ly dị mất mối gì tới em. Ủa cái đó đâu có liên quan tới vụ này. Có chứ. Chồng của mình ta ly dị. Có chứ. Ngày lúc trước á là cái clip nói á. Với người này nè chứ không phải mình ta. Em không có ngủ. Tới vụ của mình. Thì em nói rồi em không có ngủ. Ta ly dị hay không là đâu có liên quan tới vụ của mình. Em không có ngủ. Là chị xác định nó ngủ đúng không? Không. Ủa không ngủ sao mẹ nói thằng thì nói chung ra là mẹ mà. Em thấy rồi. Nên bây giờ là em không hỏi mẹ gì. Ủa, hết. Giờ không lẽ mày nghĩ đi, không lẽ mẹ. Đúng mẹ. Mẹ nên em mới không có nói được cái gì hết. Mẹ mới nói em mới nói không được cái gì đó. Ủa gì kỳ vậy cho em. Lẽ mẹ ý là mẹ mày nói mẹ vô khống hả? Rồi chính xác cái giờ ngay sinh đi. Thì Kim Sơn tao nói là cái như đó nó cũng biết hết trơn rồi. Mà em nói với chị là cứ hiện đi. Nếu mà có là nói là với Sơn là con riêng của anh là đúng có rồi, ấy là chính xác phải không? À, thì có gì vậy? Gì hỏi con của nó nhỏ bự nhà đó. Mày hỏi đi. Không hay về mày hỏi luôn ngay con Dương á. Ừ, Dương Kim ngay. Dương luôn đi. Chứ mày cháu gì nó chờ. Em không có cháu mà bỏ thằng này cũng được. Nhưng mà em thắc mắc nữa vậy đó nè. Cái vấn đề em đi hồi là 16 tháng 7. Giờ mà mẹ không lẽ Binh này làm gì? Bây giờ tao nói mày nè, bây giờ mày ví dụ mày muốn ở, mày còn mà nói em bị đánh cảm với người ta không hiểu nè. Thì bây giờ mày cái gì cô mày về về đây mày hối hận thì mày xin lỗi đi rồi hai vợ chồng giải hòa đời sống chung nhau đi nuôi con. Bây giờ cho em hỏi nè, bây những giờ chị em làm em hối hận. Ngay lúc này nói chuyện. Ngay lúc này thì chị còn với anh Tâm còn muốn ở lại nhau không? Em còn thương ổng đó, nhưng mà em ở là em không ở. Lý do là sao? Lý do em quá thất vọng với ổng rồi. Bao nhiêu năm trời rồi. Là bây giờ nói chung là mình bao nhiêu năm trời em chịu đựng mười mấy năm nay rồi chứ không phải là một. Ảnh nói là mới mất hòa tình cảm sáng tháo là không phải. Bao nhiêu năm rồi, lâu rồi, tại chứ không phải mới đây. Em thấy trong câu chuyện này nếu mà kể thì anh Tâm anh xác nhận thì cũng một phần là do anh Tâm nữa. Một phần là cũng do em sự nữa. Quan tâm, rồi một phần chị này nữa thì nói chung là nếu mà chị thật sự mà có ngủ với một người nào đó thì cái đó là chị sai hoàn toàn. Sai. Tại vì sai là không nhân. Còn cái vấn đề quan tâm giữa người chồng, vợ thương nhau mà anh Tâm đi chơi không quan tâm hay là tiền bạc khó khăn đó thì cũng sẽ ảnh hưởng một phần nào đó. Còn nếu mà thật sự mà chị mà có chơi như vậy là chị cũng vi phạm nữa.
vi phạm về cái vấn đề đạo đức hôn nhân đó, vậy thôi. Còn mà có hay không thì mỗi bên cũng biết thôi, chứ bây giờ em có mấy lần em yêu cầu là ly hôn. Em tự đi mua làm cái đơn ly hôn nhưng mà em không biết làm. Em không có biết ghi làm sao hết, em không biết làm sao hết. Giấy ly hôn thì ảnh cắt đánh dấu mất tiêu. Sau thời gian anh đưa cho em thì em không biết làm, đúng là thời gian là hai vợ chồng làm quà rồi. Nó nhưng mà tình cảm thì nói chung ra là em quá thất vọng với gia đình đó. Bây giờ nói chung là nói hẳn em còn thương, thương còn thương chứ không phải là không còn, nhưng mà sống là em không sống nữa. Ủa vậy rồi mày không nghĩ gì con mày hay gì? Thương, thương con chứ. Ủa mày gì mày? Tại vì có thời gian mà mày không mày, em không nói chuyện để đi mày có tới bỏ qua hết. Em nói là em không có nói chuyện với chị. Bỏ đi để có thời gian á, em có nằm em hỏi ảnh một câu. Không có cãi trong cái tức. Anh để ngồi tới mình. Nói sau này em với anh không có sống chung nữa, rồi hai đứa con sao? Anh nói là nuôi chung. Em chấp nhận. Thì em nói không bao lâu sau là em sắp gói em đi đó. Chị có nói vậy không anh? Ừ, con cái thì nó đi thì cũng vẫn nuôi chung. Không, chưa có ai dành ai thì con cái. Em có nói. Vẫn nói giờ chị ấy cũng đã có nói không? Có nói. Nếu mà em đi thì con cái vẫn nuôi chung. Có tiền thì gửi về nuôi chung, nhưng không có nặng gì. Không có nặng ai hết. Không nặng ai hết. Còn khi mà em nói á, mình nói đi cũng chung hết. Thí dụ anh đàn ông mình cũng phải quan tâm vợ mình. Rồi nhiều khi không quan tâm có dẫn đến cái người thay đổi. Còn ví dụ chị cũng vậy, hoặc là ai đó mà muốn mà đi muốn thứ nhất là mình muốn kết thúc cái gia đình mình nó xong á, hôn nhân á, còn mình độc thân rồi á, mình muốn quen ai quen nó không vi phạm pháp luật, cũng không vi phạm đạo đức nữa, mà đặc biệt quen những người độc thân á. Chứ còn mình quen những cái người mà đang có chồng có vợ rồi á, phá nát gia can của người ta, đó là mình vi phạm đạo đức rồi cả hôn nhân nữa, đủ thứ hết. Còn cái chuyện mà mình xong mình không thương nhau nữa, không ai ép được, không thương thì ra tòa rồi kết thúc rồi đó, mình kiếm một người nào đó độc thân, mình quen ai không ai nói gì mình được, theo trai hay theo gì hết. Rồi bây giờ á là anh nói là cái người em quen á là chưa ly dị vợ đúng không? Em có lên trên mạng em coi cộng đồng á là con nhỏ cháu chủ động với chị em mới lấy cái clip của con nhỏ đó, em mới xin số điện thoại chị hai của cái người đó và con nhỏ cháu đó luôn. Bà nói về đây cứ quay, bà coi cái clip bà cũng bức xúc lắm. Là cái em đi là chị của chồng phải không? Đúng, bà nói bà coi cái clip bức xúc lắm, nhưng mà bà ở đâu quá, bà nói là bảo sao bà có về không được thôi. Rồi giờ để em điện cho bà. Thì bây giờ chị điện được, chị điện ha. Dạ em điện, em mở loa lớn luôn. Tại vì ta nói ta coi cái clip ta cũng bức xúc rồi. Em lên em thấy là bình luận là chị em với người đó, là con nhỏ cháu gì của người đó là chửi lộn nhau. Em mới lấy cái clip đó, em mới tìm tòi ra cái số điện thoại, em mới về. Sau đó mất tiền với bộ. Em điện lộn số. Rồi xong rồi nói em nói rồi. Ấy nói rồi có ai bên không ai cãi. Em còn thương nhưng mà em không sống nữa. Còn con mình nuôi chung. Còn nếu con người bắt được nuôi rồi đó. Người bắt con đứa. Mà bắt là tôi có cho bắt can. Đủ rồi, để nhỏ tôi nuôi à. Nuôi chung thì gửi bên mẹ. Đúng rồi, đứa này có tiền gửi gì tôi nuôi, đứa kia gửi yêu cầu cho nó đủ ăn nó thôi. Nghĩ sao mà con tốt được, đừng có dành bắt rồi cho đã. Em đã nói với Thường, em nói với ảnh lên mạng nghe.